sinh viên, giáo viên của nhà trường nó có nhiều cái hoạt động nhận nghề, có thể tham gia sinh viên vào cái buổi thực tập, cũng như các cái sự kiện liên quan tới học thuật của cái trường đại học Hồ Chí Minh với cái kỹ thuật, để làm sao cho cái môi trường đào tạo cũng như cái môi trường nhận nghề sẽ cùng nhau có cái sự phối hợp nhau phát triển. Đây là sự kiện rất là quan trọng của Thiết Thành Group trong năm 2022. Sự kiện ký kết với một trường đại học lớn của Việt Nam để đào tạo chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch và kỹ thuật. Hy vọng rằng sự hợp tác này sẽ có hiệu quả trong tương lai, khi mà nhu cầu phát triển của Thiết Thành trong những năm tới rất cần những cái đội ngũ sinh viên nhiều năng lực, tâm huyết và có trình độ. Chưa kể chúng ta còn rất là nhiều hợp tác trong lĩnh vực đào tạo chuyên môn, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục với định hướng là phát triển văn minh dịch vụ trong kiến trúc, xây dựng và tổ chức.